English pronunciation check. Thì ngày hôm nay em phải sẽ có một cái thử thách, đó chính là check phát âm của các thành viên nhà ghiền xem là các bạn phát âm có tốt hay không, bằng một cái ứng dụng dùng công nghệ AI siêu nhạy để mà check cái phần này. Ứng dụng đó là gì? Các bạn cùng xem đến cuối video để biết, cũng như là cùng chờ đón những món quà bất ngờ đến từ nhà ghiền English nhá. Thì ngày hôm nay Evan sẽ thử thách mỗi thành viên của The English của mình từ với cấp độ phát âm từ dễ cho đến khó. Và nếu như thành viên nào mà nói được gọi là trả kết quả về á, mà chuẩn bản xứ từ 4 trên 5 từ, có kết quả là 80% trở lên chuẩn bản xứ nha, thì các bạn sẽ được giải khuyến khích. Và nếu như từ 5 từ đúng 5 trên 5 với kết quả trả về là 80% trở lên chuẩn bản xứ, thì các bạn sẽ có một phần quà vô cùng đặc biệt. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng xem là các thành viên của nhà ghiền phát âm như thế nào nhé. Let's go. Rồi mọi người, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với thành viên đầu tiên nha. Vô. Anh có tự tin về cái phần phát âm tiếng Anh của mình không ạ? Cũng không tự tin lắm đâu. Kể ngày hôm nay sẽ có một cái thử thách đến từ viện, đó chính là phát âm 5 từ với cấp độ từ dễ đến khó. Anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Bike. 74% nha mọi người. Từ số 2. Sick. Oh, wow. 96% nha mọi người. Từ thứ 3. Ow. 35%. Number 4. Boutique. 60%. Và từ số 5 khá là khó, vô. Enthusiasm. 58%, yes. Và sau thử thách này thì Mr. Han chỉ được có một từ duy nhất là trên 80% thôi mọi người, đó là chữ sick. Và chúc mừng anh không vượt qua được thử thách này. Và thành viên số 2, let's go. Hello em. Mình sẵn sàng để thử thách này chưa em? Dạ rồi. Ok nha, vô. Bike. 73% nha mọi người. Number 2, vô. Sick. 69%, yes. Và đây là từ số 3, vô. Boutique. 44%. Và từ thứ 4. Aisle. 98%. Có từ nào khó hơn không anh? Ok mọi người, số 5, vô. Enthusiasm. 67%. Hay ra dễ quá. Và sau bài test vừa rồi thì K của chúng ta, thành viên của chúng ta chỉ có một từ duy nhất là trên 80% thôi mọi người. Chúc mừng em. Rớt. Rồi chúng ta cùng nhau check các thành viên tiếp theo của Viện English nha. Let's go. Từ đầu tiên mời em. Bye. 99%. Mời em. Bye. Quá đơn giản, 100%. Từ tiếp theo. Sick. Yeah, 100%. Xin mời. Sick. 92%. Từ này hơi khó nè mọi người. Vô. Aisle. 94%. Mời em, vô. Aisle. 99%. Từ này phát âm sai là kỳ lắm luôn á. Vô em. English. 70%. Vô. English. 95%. Và từ này không ai là không biết. Let's go. Artificial intelligence. 83%. Đỉnh. Vô. Artificial intelligence. 70% thôi. Và đây là kết quả của các bạn mà mình đã kiểm tra mọi người ơi. Jenna 4/5. Yeah. UI 4/5. Oh my god. Wow. Ủa lại Jenna. Vâng, và hai bạn sẽ được giải khuyến khích, đó chính là một cái gói dùng thử Elsa Speak Pro với full chức năng, cũng như là các bạn có thể tự điều chỉnh cũng như là học ở trên app của mình, làm cho các bạn của mình sẽ tốt hơn nha mọi người. Yeah. Và mọi người, Evan đang chỉ cho mọi người xem cách dùng một cái ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để mà chỉnh sửa phát âm, có tên gọi là Elsa Speak. Thì là chúng ta đã kết thúc cái thử thách ngày hôm nay, thì các bạn cũng đã thấy là phát âm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình chúng ta học tiếng Anh, đúng không nè? Vậy thì các bạn ơi, khi mà chúng ta đăng ký các khóa học cho các bé từ 8 tuổi trở lên tại ghiền, ví dụ như là ghiền MC Kids dành cho các bé nè, hay là các khóa học tiếng Anh giao tiếp dành cho các bé, thì chúng ta sẽ có những lộ trình phù hợp cho từng bé luôn, tương thích với từng lộ trình của Elsa Speak, nhằm hỗ trợ cho các em sẽ cải thiện được phần phát âm của mình rất là tốt. Vậy thì đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng tôi ở fanpage là ghiền English hoặc là ghiền English Kids nhé. Thank you so much for watching and see ya in the next video.